Giáo pháp Đại Thừa thường nói, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đấy là thật, là cái có thể mang đi theo được. Tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần trong thế gian này sẽ chẳng mang theo được. Phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, mang đi được. Vì thế, trong đời này, chúng ta chẳng cần mang theo phiền não, phải mang theo trí huệ, tận hết sức vứt bỏ phiền não. Trí huệ mới có thể tăng trưởng, mới có thể hiện tiền. Phiền não và trí huệ là hai mặt sáng tối. Tối diệt sáng sanh. Sáng diệt tối tăng trưởng. Đạo lý như vậy đó. Công phu tu hành thật sự được kiến lập từ chỗ này. Chẳng phải là do quý vị niệm kinh bao nhiêu lần, niệm Phật bao nhiêu vạn câu, không do những thứ ấy. Đó là gì? Đó là hình tượng. Trong hình tượng phải có công phu chân thật. Công phu chân thật là gì? Niệm trừ hết phiền não, niệm sao cho trí huệ hiện tiền. Đấy là công phu chân thật, là thực chất. Nếu hình tượng và thực chất có thể tương ứng, đấy là công phu chân thật. Chỉ có hình tượng, chẳng có thực chất, hằng ngày tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, phiền não vẫn là một đống lớn, không buông ích kỷ xuống được, chẳng có một tí công phu nào cả. Dẫu niệm nhiều đến mấy đi nữa, chẳng có công đức, chỉ có phước đức. Quý vị vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Luân hồi trong lục đạo, quý vị có phước báo. Khá lắm, có phước báo, sẽ đến đâu để hưởng phước báo đây? Chẳng nhất định. Phải xem quý vị đã tạo những nghiệp gì. Nếu nghiệp của quý vị là ngũ giới, thập thiện, khá lắm, quý vị đến hưởng trong nhân gian. Nếu quý vị chẳng có ngũ giới thập thiện, mà ích kỷ tham lam danh vọng, lợi dưỡng, thậm chí làm những chuyện tổn người lợi mình, quý vị sẽ đến hưởng trong súc sanh đạo. Hưởng phước gì trong súc sanh đạo? Phước báo khá lớn. Tôi tin là rất nhiều người đã thấy những kẻ phú quý nuôi các con vật cưng. Cha con trong một nhà chưa chắc đã hòa hợp, nhưng đối với con vật cưng chẳng có gì không yêu thương. Bảo vệ, chiếu cố chuyện ăn uống, sinh sống của nó hết sức chu đáo. Hưởng phước đấy, con người đâu được bằng nó. Chúng ta vừa trông thấy liền hiểu, con vật đó chính là người trong đời quá khứ đã tu phước báo to lớn. Hưởng phước báo trong ngạ quỷ đạo sẽ làm thành hoàng, thần thổ địa, làm sơn thần. Luôn có kẻ đến cúng bái, luôn có tín đồ cúng dường. Ngạ quỷ đạo đấy nhé. Do vậy quý vị sẽ hưởng phước báo trong đường nào cũng không nhất định. Nó có mối quan hệ với đức hạnh của quý vị. Trong đức hạnh, thiếu đạo đức nhất là nóng giận, là ganh tị, là ngạo mạn. Ba thứ ấy phiền phức nhất. Sân khỏe nặng nề, ganh tị nặng nề, ngạo mạn, thấy đều là vào trong ba ác đạo. Nhưng do quý vị tu phước, vào trong ba ác đạo vẫn có thể hưởng phước,
vẫn có phước báo. Nếu ai có thể đoạn sạch ba thứ tâm ấy trong hết thảy nghịch cảnh, ác duyên, chẳng sanh sân khỏe, thấy kẻ có địa vị cao hơn mình, hoặc là công phu tốt đẹp, có tài hoa, chẳng có lòng ganh tị, đối với người khác khiêm hư, chẳng có kiêu căng ngã mạn, chắc chắn sẽ sanh lên trời. Chớ nên không biết điều này. Tầng trời càng cao, tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả càng lớn. Do vậy có thể biết, ba thứ ấy xác thực là đã chướng ngại từ bi hỷ xả. Sân khỏe, ghen tị, ngạo mạn từ bi hỷ xả chẳng có. Những thứ ấy chướng ngại phước báo nhân thiên, chúng ta chớ nên không biết. Namo Asi Da Phật.
Yeah.